ra nhiều thương hiệu chính hãng của Wokfit các bác ạ. Đợt này thì Wokfit ra mắt thị trường rất là nhiều cái mã sản phẩm hay, và đặc biệt là cái mức giá thì rất chi là hời các bác nhá. Đây là cái bộ u lông Wokfit mà lực ship lên tới là 360 lb các bác ạ. Đây, thiết kế đầu u lông 1/2, đầu rộng như thế này, có lỗ lục ra ở giữa này, kiêm vít kiêm tôn thoải mái. Và đặc biệt đây, cái mã này điều chỉnh được 1 tốc này, 2 tốc này, 3 tốc này. Đó, điều chỉnh là 3 tốc độ nhanh chặn luôn các bác nhá. Logo dập nổi trên máy, hàng chính hãng của Wokfit như thế này. Wokfit thì là thương hiệu của Hiboki đấy các bác. Hiboki là đợt này là công ty đổi hết sang cái tên gọi là Wokfit. Đấy, hàng công ty, hàng chính hãng, logo dập nổi này, dài cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Cái mã máy này thì các bác nhìn này, thiết kế là cái màu xám xi măng này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cái phía sau nó còn có thêm một cái miếng nhôm này nữa này các bác này. Đó, cực kỳ là dịn dò luôn nhá. Cái đầu máy là đầu bu lông 1/2, đầu rỗng luôn, rất là đa năng tiện lợi, canh vừa dao vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít, đồ khoan, tường được. Và đặc biệt này, hôm nay một bộ sản phẩm khi mà canh nhận về đây ạ, sẽ gồm có là mỗi một bộ sản phẩm này sẽ gồm có hai pin đi kèm canh nhá. Cái pin này sẽ là cái pin 10 cell, pin 10 cell trên pin phổ thông này, có đèn báo pin luôn nha các bác. Cái pin này có cả lỗ cắm sạc adapter để về á. Cái pin này lai bay các bác, cắm bằng sạc bàn cũng được mà sạc adapter cũng vẫn dùng được nhá. Đi theo máy sẽ là sạc bàn luôn này. Pin này 3.0Ah này các bác, hai quả pin châu 10 cell này, đây nguyên bộ như thế này nhá. Có cả hộp đựng máy này các bác này. Các bác nhìn này, cái hộp đựng máy của nó cũng dập nổi Wokfit chính hãng như thế này. Trời ơi, xịn sò lắm các bác ạ. Bên trong này nhá, đây. Có đủ bộ như thế này luôn này các bác ơi. Một thân máy, hai pin, một sạc này, hàng công ty chính hãng này. Đấy, có hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành đầy đủ như thế này luôn cho em nhá. Đó. Nguyên bộ là gồm một thân máy, hai pin, một sạc, pin 10 cell nhá. Và đặc biệt này, hôm nay á thì là em sẽ có cái chương trình cho các bác với cái mã bu lông Wokfit 360 lục tơ này. Em sẽ có cái chương trình mua một mà được 3 các bác ạ. Mua một được 3 nhá. Đấy, khi mà các bác mua một bộ máy bu lông của Wokfit 360 lông tơn, đây thì là em sẽ tặng thêm cho các bác cái này. Em sẽ tặng thêm cho các bác là một cái đầu chuyển vít này, và tặng thêm cả một cái đầu chuyển khoan nữa. Đấy, đây cái đầu này là đầu chuyển khoan nhá. Khi mà các bác bắn vít ấy, thì là các bác sẽ lắp cho em là cái đầu bắn vít vào đây. Đây là cái đầu chuyển vít nhá. Còn nếu mà các bác muốn kẹp mũi khoan thì các bác lắp cái đầu chuyển khoan vào đây cho em. Đấy, cái này á, khi nào mà các bác muốn lắp cái đầu bắn vít, chuyển vít này thì các bác lắp. Còn nếu mà không lắp cái đầu chuyển vít này á, thì ở dưới nó vẫn có cái lỗ lục giác, là các bác vẫn cứ cắm được mũi vít, mũi tôn vào là mình sẽ sử dụng là bắn tôn, bắn vít được luôn nhá. Đó, hôm nay thì chốt đơn mã này giá chỉ có là 799.000 thôi các bạn. Trời ơi, rẻ lắm. Giá phải nói rằng là siêu rẻ luôn canh ơi. Một bộ máy bu lông mà sẽ đáp ứng đủ 3 tiêu chí ngon, bổ, rẻ nhất cho anh em nhà mình luôn. Lực siết của máy lên tới là 360 lưu tôn canh nha. Đây, tặng kèm cho canh là một cái đầu chuyển vít, một đầu chuyển khoan luôn. Nguyên bộ như thế này mà giá có 799.000 thôi. Được hỗ trợ bao ship về tận nhà luôn cho em canh ạ. Với cái bộ đầu chuyển này nha, hai cái đầu chuyển này là cái mức giá của nó cũng lên tới là hơn 100k đấy canh ạ. Đấy, hôm nay là mua có 799.000 thôi, cái bộ bu lông hàng chính hãng và được tặng cái phần quà trị giá hơn 100k như thế này. Mức giá có rẻ không các bác? Có 799.000 nha. Và số lượng thì em có khoảng tầm độ 10 bộ thôi ạ. Nên là bác nào mà ưng mã này, chốt mã này thì mình nhanh tay đặt thà sớm cho em nhá. Canh nhớ đặt lại đặt đúng mã cho em. Canh gọi là bu lông Wokfit 360 lông tơn, tặng hai đầu chuyển đấy canh. Nhớ nói thêm cái câu mà tặng hai đầu chuyển vào cho em. Để các bạn nhân viên thì em sẽ tặng thêm cho canh nha. Bởi vì là cái phần quà tặng này em chỉ tặng cho khoảng tầm độ 10 bát thôi. Đấy, cho nên là bác là chốt thì mình nhanh tay nhá, đặt đúng mã cho em là được. Và tiếp theo thì lên cho em một cái mã này nữa. Bên này nó sẽ là cái bộ bu lông siêu to siêu khủng như này luôn này canh ơi. Hôm nay là em về cái bộ này. Đây này các bác nhìn xem nhá. Em sẽ đầu tiên là em phải cân cái trọng lượng cho các bác nhà mình xem cái đã. Đây, nào các bác tham khảo cho em. Cái mã này là cái con bu lông Wokfit mà đầu bu lông 3/4 canh ạ. Thì phải nói rằng là nó siêu to khổng lồ như thế này. Đầu tiên nhá, em sẽ cân thử cho các bác. Ô các bác ơi, cái pin này đi theo máy nó là pin 15 cell đấy ạ. Hai quả pin 15 cell nha. Đây, đi theo máy sẽ là hai quả pin 15 cell này. Đó, có đèn báo pin chói xịn sò quá. Và có cả cái sạc đi theo. Cái sạc con này nó dập nổi cả Wokfit như thế này luôn. Đây, có cả một cái hộp đựng máy này. Cái hộp này nó cũng dập nổi chữ Wokfit ở bên ngoài đây các bác ạ. Đấy, nguyên hộp như thế này nha. Trời, quá là xịn sò luôn. Các bác nhìn xem này, trọng lượng quả pin này.
đầu tiên là trọng lượng quả pin nha. Bao nhiêu nặng đây? 8 lạng rưỡi các bác ơi. Một quả pin như này trọng lượng 8 lạng rưỡi. Em cân thêm cái thân máy này nữa. Đây, cái thân máy này trời quá trời nặng luôn các bác ạ. Cái thân máy này là 3 kg rồi các bác ơi. Đọc cái thân máy thôi là mà đã nặng đến 3 kg rồi các bác ạ. Cái này vừa lấy là 8 lạng nữa nhở. Đấy, thế thì là một cái thân máy lắp với cái quả pin này nó là 3 kg 8 các bác ạ. Đó, trời ơi, bác nào mà cần cái con máy bu lông phải nói rằng là khủng, khủng nhất quả đất thì các bác lấy cái quả bu lông này treo. Ôi ôi, đây nó còn có cả một cái này để treo máy ra đây này các bác. Trời ơi, nhìn xịn xò, nhìn nó hầm hố lắm các bác ạ. Đây, con này logo dập lũ trên máy để em quay. Cái này xem lực xiết là bao nhiêu. Nào bây giờ quay sát màn hình vào đây để cho các bác nhìn. Các bác đọc xem cái thông số kỹ thuật của máy luôn nhá. Đây, cực kỳ là xịn xò luôn các bác ơi. Với cái vã máy này mà hôm nay bác nào không chốt thì giời ơi tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Đây, các bác nhìn xem này, lực xiết này. Wow, cái lực xiết của nó lên tới là 2100 Newton luôn các bác ạ. Hàng chính hãng của Woodfit như này nha. Đây, các bác nhìn rõ xem cái thông số kỹ thuật của máy này. Con máy này phải nói rằng là siêu to, siêu khủng luôn các anh ạ. Đó, với mức giá hôm nay cho em nha. Nào, đây, các bác nhìn xem này, mặt trước của máy đây. Trời, nó xịn xò, con bò dã man luôn các anh ạ. Đó, đây, chốt đơn đặt hàng mã này nha. Kênh gọi cho em là Bu Lông Woodfit đầu 3/4. Đó, con này hôm nay giá xem là bao nhiêu nhỉ? Để giá bao nhiêu là cho hợp lý. Các anh lên đơn cho em con này, hôm nay em bán tặng các anh giá sẽ là 2,7 triệu nha. 2,7 triệu thôi nhưng mà con này nó cực khủng luôn. Con này cực khủng luôn các anh ạ. Đấy, chốt đơn đặt hàng các anh chỉ cần đọc đúng mã cho em. Đây này các bác nhìn này, những cái chi tiết của nó này, khắc nét từng chi tiết luôn nha các bác nha. Đây, chỉnh cho em một tốc này. Lên tốc số 2 này. Đấy, tốc số 3 này. Đó. Ta tốc độ nhanh chậm như thế này cho em. Mức giá có 2,700,000 đồng thôi. Một bộ sản phẩm thì đi theo gồm có 2 pin 15 cell và một sạc anh nhá. Nhớ lưu ý cho em là cái con bu lông này nó là đầu bu lông 3/4. Đấy, hôm trước là có rất nhiều anh là hỏi em cái mã bu lông 3/4 này đấy. Đó, hôm nay là em đã mang nó về đây rồi. Canh nào mà đặt hàng thì mình nhanh tay liên hệ trực tiếp về nhà em số điện thoại trên màn hình ngay nhá. Chốt đơn đặt hàng canh gọi cho em là bu lông búa to của Woodfit loại đầu 3/4 lực xiết 2100 Newton với mức giá 2,7 triệu các anh nhá. 2,7 triệu một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em. Đấy, và tiếp theo bây giờ em sẽ lên một số những cái mã máy khoan pin đầu kẹp 13 ly. Hôm nay kênh tham khảo cho em này, đây là cái bộ khoan pin của Hukan mã 533, cái bộ máy màu vàng đấy nhá. Đây, nguyên bộ sản phẩm đầy đủ này, gồm có một thân máy 2 pin với một sạc. Một thân máy 2 pin và một sạc đi kèm cho em. Và mức giá ngày hôm nay chỉ có 1,050,000 thôi các anh nhá. Đấy, nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này này. Máy sẽ là đầu kẹp 13 ly này, auto lock 13 ly có khóa trục và máy có chức năng búa khoan tường luôn. Cái này canh nắp được mũi khoan 13 ly đổ lại nha. Máy thì là sử dụng motor từ không chổi than. Đây là một con máy khoan đa chức năng để canh sử dụng bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em. Đặt hàng canh cứ gọi cho em là Hukan 533 với mức giá 1,050,000. Đấy, còn bên này là cái mã khoan pin Hukan mã 120. Đây, các bác ơi, cái con 120 này á thì nó thiết kế này, nó sẽ là cái màu xám xi măng, thiết kế thêm cái màu xanh lá cây này. Ui dồi ôi, nhìn nó cực kỳ là đẹp và bắt mắt luôn nhá. Máy thì sẽ có 3 chức năng luôn, chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa khoan từ như này. Điều chỉnh 20 cấp độ trượt và đầu kẹp sẽ là đầu auto lock 13 ly và có khóa trục luôn. Hàng chân bi phổ thông các anh ạ. Nguyên bộ sản phẩm đây này, các anh nhận về có một thân máy 2 bi 1 sải như này nhá. Chọn bộ đầy đủ nguyên hộp cho em thì sẽ là 1,3 triệu. Đấy, còn anh nào có pin có sạc ở nhà rồi, mình mua một cái thân máy như thế này. Thân máy như thế này thì giá cho em có 599,000 thôi ạ. Đấy, canh lê đơ đặt hàng gọi treo là khoan pin Hukan mã 120 canh nhá. Đấy, đặt hàng canh có thể tham khảo mình mua thân máy hoặc là mua chọn bộ cũng được, tùy theo nhu cầu sử dụng của các anh. Đấy, anh nào mà ưng, anh nào mà chốt thì mình có thể nhanh tay mình đặt hàng, cứ đọc đúng mãi cho em là được. Bây giờ sẽ lên tiếp cho em một con máy khoan 13 ly màu xanh mà hàng ngon bổ rẻ nhất là các anh lấy cho em mã này. Đây, cái bộ khoan pin 13 ly màu xanh
Với bộ khoan pin 13 ly màu xanh này thì chọn bộ sẽ gồm một thân máy 2 pin màu sạc, pin châu 10 cell và chân pin phổ thông đi kèm cho em. Đầu máy cũng là đầu 13 ly nhá. Đấy, có 3 chức năng như thế này, hàng đa di năng cho các anh luôn. Mức giá hôm nay có 799.000 thôi các anh ạ. Cái này là hàng chân pin phổ thông nên là nếu mà anh nào muốn mua thân máy thì em vẫn bóc tách ra nhá. Cái thân máy thì em sẽ sale tặng các anh là giá nó chỉ có 499.000 thôi. Còn anh nào mà mua cả bộ như thế này này, cả bộ đầy đủ nguyên hộp như thế này này thì là 799.000 cho em. Trời ơi giá rất chi là hời luôn, lại còn được hỗ trợ bao phí ship luôn cho em. Bây giờ em sẽ lên tiếp một con khoan điện nhá. Đây, các bác lấy cho em cái đợt này khoan điện 13 ly này này, em còn có đây còn có một thùng lẻ như này thôi. Còn có một thùng lẻ như này thôi các anh ạ. Đây là cái bộ khoan 13 ly này. Đấy, các anh tham khảo cho em nhá. Con này thì hàng quá là ngon, bổ rẻ luôn. Trong này các anh nhận về sẽ có máy và tay cầm đi theo. Có máy và tay cầm như này đi theo này các anh này. Một con máy khoan điện đầu kẹp 13 ly như thế này. Đó, xịn sò chưa các bác? Con này đầu 13 ly, đầu mang dây sắt có khóa mở đây nhá. Giá cho em ngày hôm nay có 350.000 thôi các anh nhá. 350.000 thôi. Lên đơn đặt hàng anh gọi cho em là khoan điện 13 ly màu đen với mức giá 350.000 các anh ạ. Cái này thì các anh có thể bắn tôn, bắn vít được này, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường được, trên lưng có chức năng búa đây này. Các anh có thể khoan tường được luôn. Mà giá thì có 350.000 thôi, miễn ship tận nhà cho các anh. Rẻ ơi là rẻ luôn các anh nhá. Hôm nay bên em lại về kho rất chi là nhiều lõi lọc nước đa lăng các bác nha. Một cái mã sản phẩm mà các bác đã quan tâm và hỏi em rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác nhà mình hai mẫu nha. Đây các bác tham khảo cho em này. Cái mẫu bên này sẽ là mẫu quả đa lăng và bên này thì sẽ là mẫu quả lọc nước của Aqua các bác nhá. Thì với bình thường các bác có thể sử dụng cái mẫu bộ 3 quả hoặc là bộ 4 quả như thế này. À, với cái mẫu đa lăng như thế này này thì sẽ đây là bộ 4 quả các bác nhá. Đây là quả số 1 này, quả số 2 và quả số 3. Bác nào mà chốt bộ 3 quả như thế này thì giá hôm nay chỉ có 100.000 thôi là được bao ship luôn. Còn cái quả số 4 là quả RO này thì giá là 200.000. Nhưng mà nếu bác nào mà đi bộ 4 quả luôn thì em sẽ giảm giá xuống, nó chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 thì sẽ là 4 quả, còn 3 quả thì sẽ là 100.000 nhá. Còn cao cấp hơn thì là các bác lấy sang của Aqua nhá. Aqua thì em cũng có bộ 3 quả hoặc 4 quả. Đây là quả số 1, số 2 và số 3 của Aqua. Đấy, Aqua bộ 3 quả thì sẽ là giá 150. Còn nếu như mà Aqua và các bác đi thêm 4 quả như thế này này, các bác cộng thêm cái quả số 4 vào thì các bác cộng thêm là 180 nữa vào cho em. Còn nếu mà các bác mà không mua quả số 1, số 2, số 3, chỉ mua quả số 4 thôi thì giá của nó sẽ là 200.000 nhá. Lên đơn cho em này, những cái lõi lọc nước này này, từ lõi đa năng này cho đến lõi Aqua nó sẽ đều lắp vừa được cho nhau. Đấy, các bác về có thể lắp được tất cả các loại máy lọc nước trên thị trường, từ máy Aqua cho đến Kangaroo hay là Carofi là các bác vẫn cứ lắp vừa. Và cái đợt này thì em sẽ về kho một cái số lượng cực kỳ là nhiều, với mức giá là ưu đãi đấy ạ. Mức giá này là mức giá em giao xỉ nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thì tất cả các bác đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình có cơ hội để có thể mua được, mua lẻ mà được tính tiền với giá xỉ gót nha. Với cái sản phẩm này thì em giao xỉ cho các bác thợ rất chi là nhiều. Đấy, và hôm nay thì em có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt như thế này. Cho nên là các bác mà đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình có thể nhanh tay đặt hàng sớm. Mình lên đơn cho em loại lọc nước nhá. Loại 3 quả lọc hoặc là 4 quả lọc như thế này. Mức giá siêu rẻ luôn, bao giá toàn thị trường cho tất cả các bác nhà mình nha. Các bác chỉ cần nhanh tay khẩn trương mình có đơn nhá. Khoan pin mẫu mới cực đẹp nha, một cái mã sản phẩm mà hôm nay bên em mới về, một cái mã sản phẩm để phục vụ cho tất cả các bác thợ chuyên nghiệp. Với một bộ khoan pin đầu kẹp 13 ly auto lock các bác nha. Đấy, đầu kim loại 10 ly này, thiết kế máy thì rất chi là nhỏ gọn. Và với cái bộ sản phẩm này các bác nhận và lại bao gồm sẽ có một thân máy, 2 pin và một sạc nhá. Pin sẽ là pin châu và pin 10 cell cho pin thông dụng luôn. Sạc thì sẽ là sạc bàn đi theo này. Máy thì sẽ sử dụng là motor từ 0 thử than. Đây sẽ là cái con máy khoan có hai chức năng sử dụng, chức năng khoan và chức năng bắn vít. Hàng nguyên hộp cho em nhá. Rất chi là khỏe khoắn này, đẹp cực kỳ luôn này. Mẫu mã đẹp và giá thành thì rất chi là phải chăng hợp lý. Hôm nay thì em sẽ tri ân tương tác cho các bác với mức giá 650.000 đồng cho một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Em sẽ hỗ trợ bao phí ship nha, hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các anh. Chốt đơn mã này thì các anh gọi cho em là khoan pin 10 ly không chổi than. Các bác gọi cho em là bộ khoan pin 10 ly không chổi than. Đó, cái này thì các bác gọi như nào cho nó chuẩn nha. Đây, các bác gọi cho em là bộ khoan pin 10 ly không chổi than, pin 10 cell nhá. Đấy, các bác gọi cho nó loại pin 10 cell, bởi vì nó có cả loại pin 5 cell. Cái mẫu này là mẫu pin 10 cell, nó là mẫu pin to, pin trâu mà giá rẻ.
650.000 chọn bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Bên em sẽ hỗ trợ bao ship về tận nhà cho các anh luôn. Chốt đơn các anh cứ đọc đúng mã cho em nhé. Gọi cho em là khoan pin 10 ly không chổi than loại pin 10 cell. Đấy, gọi cho em là chọn bộ khoan pin 10 cell loại không chổi than và theo 2 pin 10 cell. Mức giá em bán tặng canh chỉ có 650.000, cho nên là các anh nhanh tay. Cái máy này thì sẽ phục vụ cho các anh làm thợ thuyền, làm công trình thoải mái luôn. Lấy một anh em thợ này làm những cái công việc lặng nhọc này, cần máy khỏe nhá, khỏe máy bền pin, nhưng mà yêu cầu máy nhỏ gọn nhẹ nhàng để cho các anh làm không bị mỏi tay, thì các anh có thể tham khảo và sở hữu ngay cho em cái mã sản phẩm này. Hàng cao cấp và với mức giá hôm nay thì cực kỳ là ưu đãi, nên là các anh mình nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn mã này nhá. Hôm nay thì em sẽ xả kho sale hàng cho các bác nhà mình rất chi là nhiều các mã pin châu. Từ pin 10 cell, 15 cell, pin 20 cell và pin 20V sẽ có rất là nhiều các mã để cho các bác nhà mình có thể tham khảo và lựa chọn trong cái buổi video này. Pin ngày hôm nay em sẽ sell cho các bác giá chỉ từ 90.000 trở lên là các bác cũng đã có thể mua được một quả pin nha các bác nha. Hôm nay thì em sẽ lên đủ mã nhé, có rất là nhiều những cái phân khúc giá để cho các bác nhà mình có thể tham khảo và lựa chọn tùy theo túi tiền. Các bác có thể mua những cái quả pin riêng này, hoặc là mua những cái thân máy mài, thân máy khoan, thân máy bu lông, hoặc là mua chọn bộ máy đầy đủ là bên em cũng có các bác nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết tới các bác này. Các bác có thể mua pin hoặc là mua sạc nha. Đây sẽ là những cái sạc bàn màu đen mà thiết kế là sạc cho những cái quả pin chơi pin phổ thông. Các bác sạc cho pin 10 cell hoặc pin 15 cell. Giá hôm nay chỉ có 70.000 một sạc thôi các bác nhá. 70.000 một cái sạc màu đen như thế này. Các bác chốt đơn gọi cho em là sạc bàn màu đen, giá chỉ có 70.000 đồng thôi. Còn đây thì em sẽ còn sót một cái quả pin 12V, pin tròn chơi pin tam giác thì em sẽ sell tặng các bác giá chỉ có 90.000. Pin này các bác gọi cho em là pin 12V, giá 90.000 cho em. Và sẽ còn có rất là nhiều những cái pin 10 cell nhá. Đây, như cái quả pin 10 cell của Mazda pin châu như thế này, hàng trên pin phổ thông này. Hôm nay em sell tặng các bác giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cho quả pin châu 10 cell của Mazda và hàng chính hãng như thế này. Thiết kế là hàng chân pin thông dụng cho em này. Và cái pin của Macan này hoặc là Hucan này, đây sẽ là cái quả pin 10 cell pin chống cháy của Hucan, mã pin 4.0AH nhá. Cái pin này là em còn lẻ có một quả thôi, cho nên là em sẽ sell tặng các bác giá sẽ là 400.000. Đấy, bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là pin 10 cell của Hucan, pin chống cháy loại pin 4.0AH. Đấy, giá chỉ có 400.000 một quả thôi nha. Còn đây thì sẽ là cái pin 10 cell của T-Box này. Pin 10 cell của T-Box là em còn sót đúng một quả thôi nha các bác nha. Đấy, pin này là loại pin màu xanh đây này các bác này. Ở đây nó sẽ có cái khe hở để cho các bác có thể nhìn thấy nha. Pin chất lượng, pin hàng chính hãng luôn. Cái pin này nó là pin hàng trưng bày, em để ở cái chỗ mà em hay live stream giới thiệu sản phẩm cho các bác, thì có thể là cái pin này nó hơi bụi bụi một chút này. Đấy, còn duy nhất một quả thôi nha. Giá là 300.000 nhưng mà hôm nay em còn một quả em sell tặng lốt luôn cho các bác là 199k bao ship nhá. Bác nào chốt mã này gọi cho em là pin 10 cell của T-Box nha các bác nha, còn đúng một quả duy nhất thôi. Còn đây sẽ là cái quả pin 15 cell của Akuza. Cái pin này là pin bóc máy đấy các bác nhá. Pin này là pin bóc máy cho em. Nào, bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là pin 15 cell của Akuza. Em có đúng một quả duy nhất thôi. Cái pin này là pin hàng chí hãng và chân pin phổ thông có đèn báo pin này các bác này. Pin này có đèn báo pin. Pin của Akuza thì sẽ là pin chính hãng và pin dòng xả cực cao luôn. Hàng chân pin phổ thông có đúng một quả duy nhất, chỉ chốt được cho một bác khách hàng đầu tiên duy nhất là các bác chốt được. Đấy, các bác gọi cho em là pin 15 cell của Akuza. Giá sẽ là 499k nha. Đấy, và cái sạc của Akuza là em cũng sót hai cái. Đây, hai cái này nha. Cái này là sạc của Akuza, nó là sạc chính hãng, sạc bàn, sạc nhanh như này cho em. Giá 99.000 một cái nhá. Các bác gọi cho em là sạc bàn màu xanh của Akuza, giá 99k cho em này. Còn những cái sạc như thế này nó sẽ là cái sạc bàn sạc to, mà sạc chân pin phổ thông nó sẽ có chữ hoặc là không có chữ như thế này. Giá 80.000 một cái nhá. Đấy, bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là sạc bàn sạc to, giá 80.000 một cái cho em này. Còn cái pin này nó là cái pin 10 cell của Hucan, hàng chính hãng, chân pin X2. Cái này em hàng bóc máy là nó có một quả này. Sell các bác giá là 199k nha. 199k, cái này gọi cho em là pin X2, pin Hucan X2 nhá. Cái pin này thì nó sẽ không phải là chân pin phổ thông nhá, nó sẽ là cái mẫu chân pin này. Bác nào mà có bu lông Hucan X2 á thì là các bác sẽ sử dụng cái chân pin này đấy ạ. Giá của quả pin này thường là các bác mua cái pin này là pin 4.0AH, pin dòng xả cao.
Thường là giá các bác mua nó sẽ phải tầm 350 cho đến 400 nghìn một quả, nhưng mà cái này em còn có một quả thôi nên là em sẽ sale tặng các bác giá 199k. Các bác chốt đơn gọi cho em là pin 10 sale của Hukan là X2 nhá, có duy nhất một quả thôi này. Và đây thì em sẽ giới thiệu các bác này những cái quả pin của Dorama nhá. Đây pin của Dorama. Pin của Dorama hàng chính hãng em có 3 mẫu cho các bác. Cái pin này là pin 10 sale này. À đâu em xin lỗi, đây là pin 15 sale. Pin 15 cell này, sắm 6.0Ah này, chân pin phổ thông và có đèn báo pin này. Giá em bán tặng các bác là 270.000 nhá. Bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là pin 15 cell của Dorama, giá 270.000. Còn đây là pin 20 cell. Pin 20 cell của Dorama thì nó sẽ có hai mẫu các bác nhìn nhá. Cái mẫu này là mẫu pin thường và mẫu này là mẫu pin Bluetooth. Đấy, mẫu pin Bluetooth thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn, cái mạch của nó sẽ là cái loại dòng xả cao hơn nhá. Thì chốt cái mã này các bác gọi cho em là pin 20 cell của Dorama, giá sẽ là 399.000 nhá. Đấy, còn cái mẫu pin 15 cell của Dorama Bluetooth này thì giá sẽ là 499.000, được chưa? Đấy, bác nào ưng mã nào, chốt mã nào thì mình lên đơn trực tiếp giúp cho em. Và đây sẽ là những cái quả pin 20 cell của Tyree và hàng chính hãng này. Đây, pin 20 cell của Tyree hàng chính hãng. Cái này nó sẽ là hàng chân pin phổ thông nhá. Bây giờ em sẽ kiếm cái loại pin, chị cho em mượn cái loại pin của tay đi để cho các bác xem. Bây giờ em sẽ quay cho các bác nhà mình cái loại pin đây ở phía bên kia. Khoan, cái loại pin của tay đi 20 cell ấy là hôm trước là em đã khui cái loại pin cho các bác xem rồi. Bây giờ em sẽ nhờ người lấy cái loại pin ra đây để em cho các bác nhà mình xem chi tiết cái loại pin của tay đi 20 cell này luôn. Đây cái loại pin đây, các bác nhìn xem này, cái pin này nó sẽ là mạch 6 màu phép. Đấy, và lõi pin thì sẽ là lõi pin Samsung các bác nhé. Lõi pin Samsung, cái lõi pin loại chất lượng số 1 trên thị trường hiện nay đấy ạ. Đấy, cái lõi pin em tháo ra đây thì nó sẽ là cái mẫu pin của pin Tyree 20 cell này các bác nhé. Pin 20 cell của Tyree, hàng chân pin phổ thông đây, có đèn báo pin cho em nhé, có đèn báo pin. Đấy, mẫu pin dòng xả cực cao luôn. Và hôm nay đặc biệt với cái quả pin này, các bác chốt được pin 20 cell mà giá thật sự luôn rẻ hơn cả pin 10 cell khi mà các bác mua ngoài thị trường đấy. Các bác nhìn kỹ lại cho em cái loại pin nhé. Đây em đã khui thử cho các bác xem đây rồi. Cái loại pin của nó sẽ là mạch 6 MOSFET và loại pin Samsung cho em này. Đấy, rất chi là đẹp và chắc chắn xịn sò như này. 20 cell thì nó sẽ có 4 hàng pin và mỗi hàng là 5 quả pin như này. Đấy, tổng thể sẽ là 20 cell pin như này cho em nhé. Đấy, ưng mã này, chốt mã này các bác gọi cho em là pin 20 cell của Tyree. Đấy, hàng chính hãng nhá. Nhớ cho em là cái mẫu pin này sẽ là mẫu pin mạch 6 MOSFET đấy ạ. Bao xài cho tất cả các bác thợ luôn. Giá em bán tặng các bác ngày hôm nay sẽ là 399.000 nhá. Bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là pin 20 cell của Tyree nhá. Giá chỉ có 399.000 thôi, quá là rẻ luôn cho em. Còn đây thì sẽ là những cái quả pin 4 cell các bác. Pin 4 cell cho em này. Pin 4 cell thì giá sẽ là 180.000 đồng nhá. Pin 4 cell là 180.000 đồng cho em. Và đây sẽ là những cái sạc 12V. Sạc 12V thì giá sẽ là 60.000 một sạc cho em. 60.000 một cái sạc 12V giúp cho em này. Bên này thì em sẽ có một cái combo pin của Hukan loại cao cấp nhất các bác nhá. Đây sẽ là pin Hukan 20 cell. Đặc biệt này, với những cái mẫu pin khác ngày hôm nay các bác mua thì nó không có cái chương trình tặng sạc, nhưng mà riêng cái pin Hukan này này, riêng cái pin Hukan này ngày hôm nay là đang có cái chương trình sale, đại sale giá cực khủng cho các bác nhá. Đấy, đây được nhận quà tặng nha. Cái pin này là pin 8.0Ah, pin 20 cell của Hukan, chân pin phổ thông này, dòng xả cực cao và có đèn báo pin. Hôm nay là các bác mua một pin 20 cell của Hukan, các bác sẽ được tặng một cái sạc màu xám của Hukan hàng cao cấp đây. Và tặng một cái thân đèn tròn của Hukan chân pin phổ thông như thế này. Combo là 3 món như thế này luôn. Mua một mà được 3 các bác nha. Tức là các bác mua một quả pin 20 cell của Hukan được theo nguyên là một combo 3 món như thế này, một pin, một sạc và một đèn cho em. Đấy, và giá thì chỉ có 799k thôi, quá rẻ quá hời luôn cho em. Đây sẽ là mẫu pin dòng xả cao nhất, hàng cao cấp nhất các bác nha. Chốt đơn thì các bác nhớ, nhớ gọi cho em là pin 20 cell của Hukan, tặng sạc và tặng đèn. Đó, giá chỉ có 799.000 đồng thôi. Đây này, hôm nay là em còn sót kho là có một cái bộ máy bu lông của Hukan X1 hàng đời đầu các bác nha. Cái mẫu này sẽ theo hai quả pin, một pin 10 cell, một pin 15 cell. Đấy, hai pin đi kèm như này cho các bác, hàng chân pin phổ thông,
có sạc đi theo. Và đây là thân máy này, có cả một khẩu 22 nhá. Nguyên hộp như này này. Đây. Em sẽ thử máy cho các bác xem nhá. Cái mẫu này thì nó sẽ là cái hàng đời đầu. Đấy, đời đầu thương hiệu của Hukan. Hàng chính hãng của Hukan. Hôm nay em còn sót kho có một bộ duy nhất thôi. Em sẽ sell tặng các bác, bán tặng các bác với mức giá là bao nhiêu ạ? 1.350.000 đồng cho em nhá. Đầu bu lông 1/2, đầu rỗng đa lăng như thế này. Và đặc biệt này, cái bu lông này á, cái đầu máy của nó sẽ có cái viên bi để giữ mũi rất chi là chắc chắn luôn. Đấy, lực xiết của máy sẽ là 330 Newton nhá. Model hàng đời đầu đấy ạ. X1 Pro các bác nhá. Bây giờ ra thị trường các bác tìm cái model này thì nó sẽ không có hàng nữa đâu. Cái này thì nó hết hàng lâu lắm rồi, nhưng mà cái này em bị sót kho nên là nó có một bộ thôi, chốt được cho một bác thôi nhá. Bác nào ưng thì mình gọi cho em là chọn bộ Hukan X1 hàng đời đầu, giá chỉ có 1.350.000 đồng thôi. Bác nào nhanh tay là mình có nhá, chậm chân chậm tay thì là hết cơ hội. Đấy, còn bên này thì em có một ít cái, đây này, cái thân mài. Thân mài pin màu vàng và thân mài pin màu xanh. Hôm nay là em còn sót là mỗi mẫu nó còn tầm độ 2-3 chiếc nữa. Cho nên là em cũng sale bán tặng đồng giá cho các bác luôn nhá. Mỗi một cái thân máy này các bác đi theo có phụ kiện này, tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi như này. Lựa chọn cho em màu xanh hoặc màu vàng. Hai cái này nó giống nhau, nó chỉ có khác màu thôi. Cho nên là các bác muốn lấy màu nào các bác báo em. Đấy, cái màu vàng thì nó sẽ là của thương hiệu Mazda, còn màu xanh thì sẽ là của thương hiệu Dorama như này. Cái thân máy mài này sẽ là hạt chơi bi phổ thông nhé. Em sẽ thử một cái thân máy này cho các bác xem. Đây, cái thân máy này sẽ là hạt chơi bi phổ thông, cho nên là về các bác lắp vào những cái khối pin chơi bi thông dụng như này cho em. Nếu bác nào mình có pin ở nhà rồi mình mua thân mài nhá. Nếu các bác chưa có pin thì mình có thể tham khảo đấy. Em vừa lên rất là nhiều các mã pin đấy, thì các bác ưng cái mã pin nào thì các bác cứ lên đơn. Đây, hàng công tắc bóp này. Đây là em sẽ thử máy cho các bác xem. Cái những cái máy mài pin này thì các bác cứ làm thợ thuyền xài thoải mái, công tắc bóp này. Ở đây thì máy sẽ điều chỉnh ra được 3 tốc này. Đấy, điều chỉnh là 3 tốc độ nhanh chậm cho em. Máy thì là sử dụng motor từ không chổi than, máy 1 tấc. Đấy, bao xài cho tất cả các bác thợ nhá. Và rất là êm. Những cái máy này á, hôm nay các bác mua thì giá nó hời này, có 350.000 thôi. 350.000 thôi, tặng kèm cả phụ kiện tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi, quá rẻ và quá chất lượng luôn cho em. Số lượng còn ít cho nên là các bác nhà mình nhanh tay khẩn trương để có đơn nhá.